Ừ. Chú dán giùm con đi chú học. Đưa bằng chứng cho câu luôn. Biết mà, đâu có gì. Ta hỏi dữ Lắm quá, tại Vĩnh Thành lắm. luôn. Lấy giùm con cái thùng đó chú Hùng. Con Đó, bỏ hai cái rồi đó. Nó không đủ đâu. Hello quý bà con, đang ra vú sữa Mika tím không mủ nha bà con nha. Đây, vú sữa tím Mika không mủ thì nó vậy. Đây, coi nè, hai à, cái thôi. Ôi, đang thu thù lù luôn. Quá trời đã luôn nè, bà con thấy không? Hai trái vú sữa tím Mika không mủ, cái này chưng lên rất là đẹp. Rồi đây sẵn có cái cân cho bà con coi cân nặng, coi cặp nãy cân nặng nhiêu luôn nè. Đó, bà con coi đi. Nhiêu anh nghe đọc nghe. 700 gram. 700 gram mà hai trái này hai trái nhỏ đó nha, bà con thấy khủng khiếp chưa? 700 gram coi hiện tại. Trời ơi cô con. Nãy giờ là hai cô cháu hái xong rồi, bây giờ đang xếp vú sữa vô thùng để giao cho khách. Đó, bao rất là kỹ luôn. Đây là vú sữa tím Mika không mủ nha bà con nha. Ăn không hề có mủ. Này là bà con coi video nhiều bà con cũng biết rồi. Này là giò vú sữa tím Mika không mủ nha. Đang ship vô giao cho khách nè. Giá hôm nay tại vườn là 120.000 đồng 1 kg nha bà con. Vú sữa năm nay rất là có giá. Đây, vú sữa rất là bóng đẹp Mika tím không mủ nha bà con nha. Vú sữa Mika tím không mủ tuyệt vời ông mặt trời luôn. À, trái lớn trái nhỏ gì không có phân loại nha bà con, hàng này còn đang rất là hiếm. Cho nó 450 gram, 450 gram nha bà con nha, 450 gram. Chất hàng lên, chất hàng vô, chất hàng lên, chất hàng vô. Thiệt tình là ai mà ăn trái vú sữa tím Mika không mủ rồi thì không thể nào không trồng được á cô. À, là ai cũng muốn là tự mình chủ động mình có trái á, nên là đã ấy quá, rồi ai ngon cũng quá hai chồng đặng hả ăn chứ ra còn mua ngoài ăn đã mua ngoài ăn không ngon à. Lạc đây bà con thấy cái trái này là rất là ngọt nha, rất là ngọt luôn nha, rất là ngọt đó. Thành chất vô. Ủa, được vậy luôn hả? Đây, chất vậy luôn, được luôn nè bà con nè. Hai trái thì cô sáng tạo ghê luôn á trời, con cũng không nghĩ ra là sẽ làm được vậy luôn á. Hai giờ trời đó, chất vô. À, cái này thì quanh sẽ giao về Long An, rồi một số quý chủ đầu tư đang trồng nhiều quanh giao cho anh biếu cho mỗi một quý bà con chủ tư vậy 1-2 kg để quý chủ đầu tư ăn. À, rồi chúng ta cùng nhau phát triển cái vùng nguyên liệu vú sữa tím Mika cho nó nhiều lên, cái này ngon hơn tứ quý rất là nhiều. Ngon hơn vú sữa tứ quý rất là nhiều ha chú. Vú sữa tứ quý đâu có bằng cái hàng của mình. Đây mà nói ăn dở quá trời, người cái giống này nè. Trời ơi vậy mà họ nhân giống ra rồi họ la thần la thánh đồ lên sùm trời đất. Bứng cái bán cây á. Bứng cái bán á. Bứng cái bán cái cây luôn hả? Ừ, cây ủa cô bây giờ con tớt thêm lớp nữa hay là mình để vậy? Thêm lớp nữa. Thêm lớp nữa ha. Để thùng lên. Quanh muốn bà cái thùng đó mua bao nhiêu ký? À, dạ không mình có khả năng thùng này thùng cứng mà. Bởi vậy chứ hết khả năng mình thôi. À, để giá thùng lên đâu. Dạ. Đây ăn à. Rồi ông Hùng với ông Nghi đâu rồi? Ông Hùng với. Trời ơi gọi nhiều dữ lắm cô ơi, công chuyện dữ lắm. Công chuyện cũng phải trong chuyện vườn mình nữa, công chuyện vườn nhà của khách á. Tụi con cứ gọi nói chuyện suốt vậy đó. Rồi đang xử lý làm bông chất cho nó đầy luôn hả cô? À. Rồi cái vậy nhà ở đó dán lên vậy đó. Dạ hồi dán lên vậy coi ở phía trên mình để báo hả? Hả? Rồi sao nó để chồng chồng lên nhau được ta? Rồi giờ quanh về nhà quanh xớt ra hả? Con tính chứ giờ đi. Quanh muốn một thùng đóng một thùng thì chú làm cho một thùng vậy hả? Dán lại luôn á thì quanh á đó. Đó bây giờ ngồi đây mà điện thoại reo nè bà con à, đó bà con thấy không, rất nhiều điện thoại dữ lắm nên là con nhiều khi gọi không được, thông cảm giùm Hoàng Anh nha. Ừ đó. Hình ảnh thực tế này là cô chú cô cháu mình là ra hàng luôn hả cô, chứ mình đâu có ấy để cho bà con thấy. Còn bà con cũng muốn coi cái video mà trước đó là Hoàng Anh hái như thế nào, bà con coi lại video tiếp theo dùm Hoàng Anh ha. Thôi vậy được rồi, vậy thôi vậy là cũng không được mình ấy được. Cái đó nếu mà dán vậy không có được, mình cho một thùng vậy đi, vậy thôi mình lấy thùng khác hay còn thùng không còn đó. Để cho ấy lại luôn, để cho chở đi luôn cho dễ. À, quanh muốn chở đi á. Chở đi cho nó chồng luôn. Bao lâu người ta mới nhận? Dạ, chắc mai, mai. Không chọc thùng gì trơn. Không chọc lỗ. Chọc gì? Chọc cho cái lỗ đặng nó hơi ra chứ không mấy. À, mùa hôi á, nó thối. À, xíu sọt. Vậy đúng không cô? Vậy con ấp lại được không? Ấp, ấp vậy hai dân đứng không lên. Không, ấp lại vậy đi, con cho đi luôn á. Đi luôn, để cho ông làm cho quanh.
con sợ nó ấy nè. Bẻ thôi, mình bẻ mô lên, bẻ cái thùng. Đừng có để dán vậy mà giờ bẻ cho nó cái mô lên á, người ta không có chồng. Đó bà con thấy hay không? Trời ơi à. Đó, vú sữa Mika tím đang ra đang ấy nha bà con nha. Có chú dán em con đây chứ không? Biết mà, đâu có gì. Ta hỏi dữ lắm. Lấy giùm con cái thùng đó chú Hùng. Con bỏ hai cái rồi đó. Thắt không đủ đâu, nếu mà chất theo kiểu con hai cái không đủ đâu. Đây, lấy qua đây cho con đi. Thùng nhà nhiều lắm, đừng lo. Thùng này đâu ra à ta? Thùng này đâu có? Thành phố qua của Phê-la Phương Trinh đó. Con nhà thằng em nó chở đồ cho nó á. Angela Phương Trinh hả? Trời ơi. Đây tới nghệ sĩ đó luôn. Đó. Cái này mỹ phẩm mà. Bán mỹ phẩm với vỏ á. À vỏ sắp đồ hả? À đây để con sắp lại chú Hùng. Ấy giùm con cái thùng đó đi. Rồi nó chở hàng đó rồi cái thùng này giặt ra. Hỏi mua dữ lắm trái á. Dạ. Trời ơi trái quá trời bự. Lắc còn kêu gửi trái ngoài nè, tao làm cây á. Dạ, đây mà con thấy nè. Trái này anh ghi con nhiêu gram. Nửa ký. Nửa ký mà con thấy không? Trái nhỏ xíu vậy nửa ký. Nó trời quá đó. Làm nó sáng mình đây chia mấy ký mình có cho mấy trái đó. Trời dễ. Ngại lắm. Khó gì đâu ngại trời đất ơi. Lập quanh cái này rửa chào. Trời ơi con làm như cọp ăn sợ con tới người ta à. Đó vậy sao khi cái quy tích của quanh còn mà hả có gì hơi chưa hai lấy chút á. Dạ. Anh ngại. Ủa đâu có gì đâu à. Còn cô thì nói với quanh cái gì cô cũng ra nói trước hết. Mỗi người sinh ra mỗi người sinh ra đều có cái uy tín riêng hết mà à. Đây bà con thấy không, ngoài nó còn muốn ăn cái trái này dữ lắm rồi tầm cây á. Dạ, nay đây nữ công gia chánh này, cô chú thấy không, cái chồng được chưa? Điện thoại kêu gửi trái dữ lắm cho con ăn tầm thử ăn tầm quá rồi. Ủa chú làm sao nó đồn lên được vậy? Rồi đăng lên Facebook. À không, ý là con hỏi sao là nó đồn cái đó lên được á. À ông không còn quen rồi. À chuyên nghiệp, chúng tôi là nhà đóng thùng vú sữa chuyên nghiệp. Hồi đó nói lăn đăng chở xe bữa triệu mấy về bé có bịch sữa bằng triệu mấy đó. Câu đó luôn. Dạ. Bịch sữa xíu bằng triệu mấy đó. À hồi đó ha, đã có lại với sữa rồi, nói quanh nói chưa mà làm nhiều quá làm mùa đó mùa hai trồng sữa đi Lâm. Không chịu đâu, thích làm cây giống hơn. À bà nói nha, trồng sầu nha bằng chôm chôm rồi. Ủa chôm chôm khó xử lý lắm à nha. Chơm phải có nghề. Dạ. Chơm phải có nghề nha quý bà con. Là quy lô farm phải hỗ trợ quý bà con liên tục. Trời trái này quá trời đã trái này. Ăn thì thôi luôn chứ. Ai, nào quên hết trái này không? Trời ơi trái này coi như ký anh nghe. Trái này không có được lớn nữa ký lại là phải gì. Trái lớn hôm bữa mình hái. Hái hoài luôn đó. Vậy muốn hái tới 700 ra cũng có. Ông chú không bị ấy hoài luôn ha. Chú không bị cảm hoài luôn ha. Ông bị hồi đó giờ vậy đó quanh. Bị tắc tiếng. Gần Tết là ông bị 3 tháng. Vậy đó hả? À, đúng 3 tháng hoặc 6 tháng. Dữ lâu dữ con. Từ cứ lâu lâu cái sốt hoặc sổ mũi hoặc tắc tiếng, cái uống thuốc cái hết. Hết xong cái bắt đầu trở lại sốt. Nào quanh tay. Nào. Trời ơi. Mắt bông mắt qua. Cái dao vàng ở đâu ngoài xe ngoài ví dụ là ta có hỏi mình sao vậy thì mình nói là không có xịt thuốc đâu á, nó bị dịch sát. Dạ đâu người ta ăn người ta đâu để ý đó. Con bỏ trái này chú sữa Mika tím không mũ nha bà con, hàng đeo đi là phải bao lại vậy nè để cho nó an toàn. Qua năm làm khác thì chứ không làm giống vậy đâu. Qua năm làm hai bao hay sao chứ? Qua năm làm tái bự không làm ít chút mà cho tái nào nó xứng đáng. Không, con thấy qua năm mình cũng cần phải cho bà con ăn thử đó, nên con thấy làm gì là cũng được. Người ta có nhiều á, có nhiều không biết. Không, chưa đâu. Mình làm tay bự. Ai cũng lợi đồ. Trái này chân đẹp ha. Trái này chân lên bằng thờ ông địa ông thần tài một trái một thôi là thấy cưng. Trời nó quá trời đã luôn. Chú con để về được chưa ha, thêm lớp nữa. Được rồi, để sớm được. Mấy ngày về để mình gửi cho đứa xanh biết bao nhiêu năm nay rồi. Ở đó là đen ngân. Ờ, cái này đen, kiểu đen tím than rồi. Tím than ha, đẹp ha. Này dễ thương. À,
ăn với sữa Mika là nhậu với rượu nếp than. Bán cây nó bán dữ lắm đó, đùng đùng luôn. Nó chạy rồi, nó có tái. Nó bán còn nó kiếm con trái, mà. Trái nữa đi con. Cho ta ăn quảng cáo. Đây này mà con bóng tươi à. Bóng dữ lắm bóng. Vú sữa tím Mika không ngủ nó đẹp vậy bà con, mà khi mà mình giao đi á, nhiều khi á cái này chở qua cái kia nó sẽ hơi ấy, vậy được chưa chút nữa không? Được rồi. Thêm lớp nữa không? Tại tính gửi người này ký đầu vô thùng luôn á. Dạ. Để mình gửi Sài Gòn cái tạc 15 kg vô đúng thùng 15 kg à, cái mình dán lại là đi luôn vậy đó. Còn ví dụ con thùng nữa vô trong lấy thêm thùng. Đây 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 con máy phụ. Nè, giờ chúng ta xài đi là phải xài cái bột xốp nè. Rồi bỏ vô. Thật sự ra ở bên Nhật á là người ta cưng hơn á, là người ta bỏ vô hai bịch luôn cô, là đi tới nơi là nó không có bị, nó vẫn bóng như lúc mình mới hái xuống á. Vậy con thấy bỏ hai bịch vô cực lắm. Nè. Cô bán trời lỡ nhận chưa? Nè, đó, người ta bỏ vô hai bịch gì mà nhìn mắc công lắm. Nên là con nghĩ cỡ vậy thôi được. Bán Tết này bán chung với mai vàng á. Được rồi. Đó. Sáng ta vô người ta coi mua nguyệt quế. Mua nguyệt quế hả? Bán nguyệt quế luôn hả? Bán luôn. Mấy cây nhỏ trồng vòng vòng vườn á quên. Dạ, đó bà con thấy ha. Trái vú sữa Mika thì cũng có trái lớn, trái nhỏ. Trời ơi, trái này nó tím, ăn trái này ăn cực kỳ ngon nè. Này là ăn cực kỳ ngon, không phải nhỏ ăn ngon mà kiểu như nó tím tính tới nha bà con. Nó chín tới vậy là ăn rất là ngon. Có nhỏ chứ không phải lớn rất, không. Rất là ngon. Cây vú sữa. Không mấy cái này. Trời ơi, trái này thì thôi chứ. Ăn thì thôi trời, cái này bà già bà sợ qua đã đi thấy có người nhà cái này nhỏ quá trời sợ. Thôi kệ gì đó. Ta vô ta bẻ. Đúng rồi, ta vô ta bẻ. Tiền không nữa. Đi đâu bà kệ hỏi quá. Thế này ông Trương hái gì nè. Hơi chê. Hơi dè. Ôi, hơi nó hơi chưa chín lắm. Cái thùng rồi. Cái khách mệt nghỉ luôn. Cái giống thử. Cái giống không có bán. Thôi bán cái giống lên nó tới luôn. Dạ. Không có bán cái giống ai ăn tái thử được. Chị chị xuống siêu thị của Quanh á. Dạ. Có muốn mua cây giống bữa thằng Hải Phòng. Dạ, nói, bữa đó anh lên gọi. Siêu thị thì gọi hỏi cây giống vậy vậy đó. Dạ. Đã hỏi chuẩn giống ông chuẩn luôn, đằng này đưa cây mà. Muốn ăn tái thì gửi tái cho chứ tôi cũng bán tái chứ không gửi đi. Tới vườn cho thử. Còn mua cây giống thì mua đó đó. Rồi gọi kêu xe cho nãy thì gọi điện thoại cho số điện thoại rồi gọi. Dạ thấy anh có gọi. À, có gọi không ạ? Dạ có. Đó, bà con thấy quá trời ngon. Đây, bà con thấy ha, đây là cái quy trình để ra vú sữa vô thùng để giao đi. Vú sữa thì cũng chưa có nhiều nên là vô thùng như vậy để giao đi cho nó gọn đó bà con. Nếu có nhiều thì thường chúng ta xài cần xé, nhưng mà cũng phải bắt buộc cũng phải vô trong cái bịch xốp như thế này để đảm bảo an toàn. Tại vú sữa Mika rồi ăn rất là ngon, chúng ta phải đảm bảo an toàn cho nó ha. Nói vú sữa tím Mika thì trồng 18 tháng có trái rồi, và khi thu hoạch thì cũng rất là hoan hỷ như thế này. Nên quý bà con nào mà đang trồng vú sữa tím Mika thì cố gắng lên, chúng ta chăm sóc cho nó kỹ để sớm có trái. Còn quý bà con nào chưa trồng thì chúng ta tìm hiểu kỹ để mua đúng giống rồi hả trồng nha ha. Cảm ơn quý bà con chúng ta rất là nhiều. Cảm ơn cô chú nha. Đúng giống rồi, ra mình yên tâm, mình ra mình khỏi lo. Dạ, một mùa xuân cũng đang tới rồi, nên quý bà con chúng ta cố gắng quyết định trồng cái gì thì tìm hiểu kỹ sau đó trồng. Mùa xuân là Tết trồng cây mà, chúng ta hân hỷ chúng ta trồng thì sẽ sớm ngày có thu hoạch nha bà con nha. Hồng Anh rất là biết ơn, kính chúc quý bà con, kính chúc cô chú một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống, để mà chúng ta có những cuộc sống, những ngày tháng thật sự là thú vị vào năm mới 2023. Và hãy lưu lại số điện thoại của Willow Farm để khi cần thì bà con chúng ta gọi nha. Cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại.